Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôn Ngộ Không Hà Nội. Và hôm nay thì Tôn Ngộ Không Hà Nội sẽ giới thiệu với các bạn bộ trang phục chữ bát giới. Và chúng tôi sẽ mặc cho các bạn xem. Quần. Đây là bộ số các bạn nhé. Bụng số là bụng cơ bản, bụng cao su là bụng xịn. Đó, bụng cao su thì chúng tôi đã làm nhiều clip rồi, hôm nay chúng tôi sẽ làm cái bụng số này. Đó, xem nó có đẹp không. Rất là đẹp các bạn ạ, không vấn đề gì cả. Đây là áo. Chưa? Rất là đẹp đúng không ạ? Rồi, giờ chúng ta sẽ mặt nạ. Đó, mặt nạ thì cũng rất nhiều mặt nạ. Đó, đây là loại mặt nạ cao cấp này. Đó, chúng ta sẽ hoàn thiện bộ bát giới, đúng không ạ? Chúng ta còn một cái bộ cào nữa. Đó, thôi tôi chỉ mặc như này thôi. Đây là bộ trang phục bát giới phiên bản cơ bản, đúng không ạ? Bụng xốp này, quần áo này, giày này, đất này, mũ này, mặt nạ này. Đó, đó, như đặc biệt cái mặt nạ này thì mặt nạ cao cấp, rất là giống luôn, rất đẹp luôn. Đó. Đó. Các bạn có thể mặc để đi biểu diễn ảo thuật, đúng không ạ?
hay là đi hát đúng không ạ, đi quẩy đúng không ạ, ok. Rồi quý vị có nhu cầu sở hữu bộ trang phục chư bát giới đúng không ạ, liên hệ với cửa hàng Tô Ngũ Công Hà Nội, số điện thoại 0968 646 698. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.